Thưa quý vị, tin chi tiết đầu tiên cho biết Việt Nam dự định mua từ 50 cho đến 150 triệu liều vaccine của Nga. Quyền Bộ trưởng Y tế Việt Nam là Nguyễn Thanh Long vào ngày 14 tháng 8 cho biết Việt Nam có dự định đặt mua từ 50 cho đến 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Nga. Theo báo trong nước, thông tin này được đưa ra tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vào sáng cùng ngày. Đây là loại vaccine phòng chống COVID-19 đầu tiên được công bố trên thế giới do Nga sản xuất. Đại sứ Nga tại Việt Nam đã có văn bản gửi chính phủ Việt Nam, cho biết là phía Nga sẽ tài trợ một số máy móc, sinh phẩm, thiết bị phòng chống COVID-19, bao gồm cả loại vaccine mới. Sau khi nhận văn bản này, đại diện Việt Nam và Nga đã trao đổi về số lượng liều vaccine mà Việt Nam sẽ mua của Nga, dao động trong khoảng từ 50 cho đến 150 triệu liều. Hiện vẫn chưa rõ lúc nào Việt Nam sẽ chính thức đặt mua và tiếp nhận vaccine của Nga. Giá bán mà Nga áp dụng cho Việt Nam hiện cũng chưa được thông báo.